thêm cái sự tu tập nó đơn giản, nó không có gì khó khăn đấy. Đầu tiên thì mình chỉ tập nhiếp tâm trong cái hơi thở, nhiếp tâm hơi thở bắt đầu nhắm biết chưa tôi biết tôi biết tôi thở tôi biết tôi thở biết chưa tôi biết thở, đó là cái mình tập nhiếp tâm thôi. Nhưng mà nhiếp tâm theo cái pháp như thế để ý nó cái vô tôi biết tôi biết vô thở ra tôi biết thở, tức là mình nhắc rồi bắt đầu nhiếp chưa thở ra năm 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 rồi nhắc được có một được cái không tăng, nhưng mình làm cho đúng, mình làm cho đúng pháp chứ không phải là dùng cái câu nói để mà mình giữ cái hơi thở để cho nó hết nhiệt tâm ngoài rồi chừng đó khi mà tập nhiếp tâm được như vậy rồi nó quen rồi thì từ 30 phút đến 1 giờ mình cứ nhắc như vậy mà. Suốt 30 phút mình tập mà thấy nó không có căng đầu nó gì hết thì mình tăng lên 1 giờ, sau 1 giờ thì mình dừng lại, mình dừng lại để cách thức của mình biết mình tập như vậy mình tỉnh thức trong hơi thở. Và về cơ bản thì trong khi đó mình sử dụng cái hơi thở của mình thấy là trong cái thời gian cái ý như vậy rồi cái có cái lúc thì nó im lặng, rồi có cái lúc thì nó có những này nó sẽ vô sẽ ra, cái lúc im lặng thì mình lắng nghe cái hơi thở mình như thế nào, nếu mà nó không có điện thì nó có thay đổi, mình lưu ý mà mình lưu ý chứ không mình không phải nó chỉ duy nhất có hơi thở đâu. Khi mà cái tự cái tâm mà nó im lặng nó không có niệm, khi mà nó có niệm thì coi như là mình có dần dục hơi thở nó để mà chỉ dùng tự ra, còn khi mà nó không niệm thì tự hơi thở thấy nó nhẹ, thấy nó nhẹ tăng, thấy nó tự động nó hơi thở nó ra vô cũng trong năm hơi thở tới ý rồi thấy hơi thở nó có thay đổi thì đó là cái hơi thở, nó có thể nó là cơ thở dài bởi vì nó nhẹ là nó thở chậm, nó không có làm sao nên qua cái sự tu tập mình lắng nghe, cho nên thầy nói ví dụ dài đến con về nếu con tập nhiếp tâm vô tự biết được vô thở ra, thì trong khi một đêm nếu con hít vô thở ra nhẹ thì hôm sau nếu con có rút kỹ được kinh nghiệm như thế nào thì mới còn lại được. Muốn đi muốn tu tập để bảo đảm cho sự tu tập của mình thì phải vừa hỏi, chứ còn không vừa hỏi nếu con tu riết rồi cái nó lạc đâu đó rồi nó bỏ biết được. À sáng hôm sau thì gì nếu con nhớ nếu con thừa hỏi à, tôi hỏi bây giờ hôm nay con tu như vậy cái hơi thở nó không thay đổi đâu, hơi thở nó không thay đổi thì qua cái sự trình bày của thầy tiếp tục tu tập như thế nào, còn nó thay đổi thì thấy cái đó đúng thì thầy bảo với con khi mà thay đổi gì đó thì nếu con sử dụng nhận cái biết hơi thở đó thì mình vận dụng cái hơi thở đó để mình diễn tập. À, bây giờ mình đã biết cái hơi thở đó dài chứ không phải là tự cái con tập thở dài không à, thấy nó thay đổi thì thay đổi con cái hơi thở dài nào thì mình sẽ sử dụng nó, hoặc là mình thở vậy mà nó thở nhanh mà thở nhanh thì mình thấy trong khi nó hiện tượng cái hơi thở vậy cái tâm không có niệm không thì bắt lặng với nó thay đổi hơi thở đó là nó sẽ dừng cái niệm thì mình sử dụng để cho mình tập nhiếp tâm, nhiếp cho được trong hơi thở, làm cho tâm mình cái nhiếp của mình dưới hơi thở thôi, nhưng mà không phải chỗ đó để đi vào đạo, cái chỗ đó để cho mình tập liền để cho nó quay như hơi thở, nó không rối loạn hô hấp để sau này ở trên hơi thở được tập trung tứ niệm xứ, ở trên hơi thở được tập trung tứ niệm xứ, cho nên mình biết ở cái hơi thở nào mà ở trên tứ niệm xứ được không ở tứ niệm xứ, đó là cái căn bản của mình nhà, cho nên lấy cái điều một những cái điều một của định niệm hơi thở mà hiện giờ thì mấy con thấy cái tâm của mình như thế nào, à, nó còn dâng sân nhiều, nó còn tham nhiều, à, nó còn có những cái chướng ngại gì đó thì mấy con vẫn sử dụng theo định nghĩa hơi thở. Ví dụ như cái tâm mình sân nhiều thì mình phải tu tập cái điều một đó trước, chứ không phải đợi mình tu tập các cái điều một của hơi thở rồi tới cái điều. Ví dụ như cái tâm mình sân, mình thấy ai nói gì cháy mình giận không có được, phải nói to tiếng này thì mấy con phải tu tập cái định nghĩa hơi thở để nó làm giảm cái tâm sân xuống. Và thì đầu tiên thì mấy con tu quán đi sân, quán sân tu tập như vậy, tu tập như vậy, rồi sau một thời gian tu tập như vậy cỡ một tháng mình tu tập như tuần thì quán từ bỏ tập sân tu tập như quán từ bỏ tập. Sau thời gian tu tập cái từ bỏ rồi thì một tháng sau nữa thì mình tu tập
quán đoạn nhạc trong sân ngày nào cũng tác ý được trong hơi thở thở ra thở vô được tác ý năm từ vỏ năm sân đoạn nhạc trong sân cứ như vậy con tu tập ba tháng mỗi một cái điều một là mấy con tu tập để cho cái tâm đó nó bị diệt từ đó vì sao thì người ta nói gì thì nó không có sân nó làm ly dục ly hóa cái phương pháp của điều kiện thở nương vào thở rồi ly dục ly hóa cái sân là một ác pháp còn cái tâm mình nó còn muốn cái này ham cái kia thích cái nọ nó còn dục cái tâm mình thấy nó còn dục nó ưa thích cái này ưa thích cái kia ở đây nó dục là tất cả mọi cái ưa thích cái này sắc dục cũng nằm ở trong cái dục cho nên mình thấy cái tâm mình ví dụ còn sắc dục thì mình phải quán ly này đặc biệt cái này đừng để quán ly cái tâm dục đó đừng có treo hơi thở quán tự tham tâm dục đấy quán tự tham tôi biết tôi vô quán tự tham tôi biết quán từ bỏ tâm tham tôi biết tôi vô quán từ bỏ tâm tham tôi biết tôi tức là tham không phải là tham lam trộm cắp mà tham dục ham muốn cái này cái kia đó tự tham tâm nó để con lượng cái tâm của mình thì nhận đó là những cái mặt căn bản cho một chút nào cái gì mà bởi vì cái điểm hơi thở là cái điểm căn bản nhất. Ngày xưa khi mà ra đến tu đến với Đức Phật tu tập thì Đức Phật bảo xa Đức Phật dạy cho là tu định niệm hơi thở. Cho nên cái bài định niệm hơi thở là bài định niệm mà thầy đã ghi ra là cái bài pháp mà học xa Đức Phật dạy cho là tu hơi thở thì học xa Đức Phật kìm cho là tu định. Cho nên cái cơ bản giờ học tiên mà lao la lúc bây giờ đi tu còn trẻ nó còn nhỏ lắm mà tu vì cái hơi thở là cái thân hành hậu nó giúp mấy con nhớ về tập nó còn biết đi kinh hành chưa một phần cái này như lúc bắt đầu thầy cho con cái pháp mà đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác thì trong thời gian 3 ngày đầu thì con đi nhưng mà thật sự pháp thì con chưa biết nên con chiều nay tới đây thì cũng mong thầy chỉ dạy để con biết mà phải biết cái pháp đi kinh hành còn cái vấn đề mà tôi đi thì thật sự mình biết nhưng mà niệm mỗi niệm này dần niệm khác nó xen vô không bao giờ hết niệm được hết niệm này tới niệm khác. Cái đầu tiên á để mà mình đi cái tâm chánh niệm tỉnh giác tu tập chánh niệm tỉnh giác thì mình đi mình tác ý mình nhắc tôi đi chân trái bước thì mình mới dở chân trái bước chân mặt bước mình dở chân mặt bước chân trái bước đó là mình đi chánh niệm tỉnh giác từng bước có niệm xen vô nó cũng có siêu nhưng mà cứ mỗi lần mình tác ý là mỗi chân đi chứ đừng có đi như người vô sự đi mà cứ đi hẳn như vậy thì nó không có cái căn bản đi phải nhắc từng bước đi nhắc từng bước chứ không có đừng mà đi như người vô sự rồi đi dần 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 vậy cho có hình thức còn này không đi từng cái nhắc thì nó có cái cơ bản để tập hình thức ở trên bước đi trên mặt bước thì mình mới dở trên mặt bước rồi từ từ mình nhắc trên trái bước dở trên bước đó mình cứ mình bảo cái chân nào thì chân ấy bước mà lúc bây giờ nhiệt tâm ở trên cứ đi không nào cho nên mình bảo nó bảo cái chân trái chân phải bước đi thì mình theo nó. Con làm thử rồi thầy coi cho được con rồi cứ làm đi con cứ làm đi rồi thầy sửa để cho đi đến đây ra đó này. Con sẽ để tay chỗ nào đó đó để sau lưng đó đó để cho nó ôm chặt bằng chân mình còn dưới kia cái hai cái tay mình lắc là kịp được còn bảo cái trai nữa tôi đi kinh hành đầu tiên mình sẽ đi tôi đi kinh hành tôi biết tôi đi kinh hành chân trái bước thì tôi đi chân hành tôi biết tôi đi chân hành chân trái bước tôi đi chân hành tôi biết tôi đi chân hành chân phải bước không con chỉ nhắc lần đầu tiên thôi một lần lần đầu tiên thì con nhắc như thế này tôi đi kinh hành tôi biết tôi đi kinh hành chân trái bước thì con sẽ bước chân trái chân mặt bước con sẽ bước chân mặt chân trái bước chân mặt bước nên em hơi đứng lại tắt ý thế này rồi vậy đó.
tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành chân trái bước rồi, anh em bước rồi dừng lại ta thấy thế rồi chạy bước rồi lại tới 10 giờ hết rồi mình mới tắt ý không, cứ chân này bước rồi tới chân này cứ nhắc chân kia bước 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 đúng, ví dụ như bây giờ 10 bước còn ấy nhắc không còn đứng lại rồi tới ý tới ý tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành rồi còn như còn như cái ngồi mà thầy nói ngồi mà giơ tay ra nên ngồi thì nó có phương pháp ngồi, nên là ngồi sao cũng được, ngồi sao cũng được, ngồi bán già ngồi kiết già con ngồi rồi con ngồi đi đâu con ngồi con đặt theo trên cái cuốn cô định niệm thở thì chỉ giơ tay ra đó thân hành niệm rồi con, cái đó thuộc thân hành niệm phải không vô cái vô thì phải đưa tới sự áo thì phải cần cái đó rồi phải tu đó là thân hành niệm rồi dạ. Thân hành niệm rồi dạ, không đúng đó này không đúng dạ. Còn chánh niệm tỉnh giác thì mình đi mình nhắc đi thôi dạ. Còn cái ngầu mà để mà đưa tay ra tay vô là mình không có cần làm hình thức không có cần làm hình thức đó cũng vẫn ngầu kia dài à mình ảnh ngược từ biết dài rồi cũng từ để này hít vô tôi biết rồi hít vô nên hơi là không bây giờ đưa tay ra chứ mình không cần những gì mà đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra mình đưa ra đưa tay vô tôi biết tôi đưa tay vô mình đưa vô rồi mình nhắc nữa đưa tay ra tôi biết đưa tay ra đưa tay vô biết tôi tay vô thì vậy năm lần thì mình để cái tay mình nghỉ nói tay ý bên tay này cũng năm lần đưa ra đưa vô năm lần rồi mình để đổi tay cho đến hết giờ thì mình nghỉ đó là mình tu hai cái tay hai thế cho hơi thở rồi. Dạ thưa thầy, như vậy con quán đi tham rồi con mới đưa tay mặt ra quán đi tham, con không kéo tay ra vô được con quán mình đi tham, con đưa tay trái ra được đi tham được cái đó là con sử dụng cái tay giống như hơi thở không dạ. À, quán đi tham tôi biết phải vô, quán đi tham biết tử ra đó dạ. Thì mình thay cái hơi thở bằng cái thân hành bằng cái tay của mình được con trong cái đó đừng bị nhiếp tâm ở trà chỗ thân hành. Cô Trang có chỉ con hồi thì rồi con vô thất hết 2 tuần. Đó vậy là tốt con ra nó không bị vậy con. Cái đó là tốt. Thì con hỏi thêm với tới tại chỗ mà đi kinh hành thì chán ở đây. Tức là khi mà trước khi đi con đi con nói tôi đi tôi biết tôi đi về con ra lệnh chân trái bước chân phải bước mà con không biết không nói được là con sẽ đi 5 bước dừng lại mà con đi đến một từ điểm từ đó đến đây con dừng lại cũng còn được không, thế là phải là nói được cái đó bước. Cái đó đã con đã tập căn bản rồi cho nên con không cần tới ý từng bước, con chỉ nhắc đầu tiên là con bước tới đây 5 bước không rồi con tới ý lần nữa con đi dạ. Con hỏi như thế cái đó là cơ bản rồi vì con vận giống đi như lúc này thầy đi thầy, nhưng mà bây giờ là đi con đi không đếm đủ năm con không nhớ được, tại vì khi đi như vậy ra lệnh như vậy thì bắt buộc con phải nhớ là con đi được bao nhiêu bước rồi ấy, thì con không muốn là nhớ như vậy để mà con ước lượng là từ đó đến đây là con bắt đầu đã biết nghĩa là trước khi mà con biết cái khoảng cách đó là con đã bước đi thử rồi sau này con không cần đếm con chỉ cần bước đi dạ, con chỉ ra lệnh là bước trái bước phải bước rồi đến đây là con đang nghĩ được cái đó được, tại vì con đã căn cứ được cái khoảng cách của con đi là 5 bước dạ, để đỡ cho mình. Dạ thưa thầy, trong một đêm như vậy con dùng thân hình niệm một lần có sao không thầy? À, không sao, để mình tập đây là mình dùng nhiễm thôi. Không có, con dùng đó đặng để con đuổi cái thiền miên. À, con cầm thiền miên rồi, có một cầm thiền miên là phải sử dụng nó đó. Dạ, cho nên một đêm con chỉ dùng một lần thôi, con không dám dùng nhiều à. Vì trong đó không cho, chưa đủ duyên nên không có cho học, nên con dùng có một lần. Đúng rồi, con dùng con phá nhưng mà điều kiện mà nếu mà con phá mà thấy nó tỉnh thôi mà nó không tỉnh á thì con phải ôm phá nữa cho nó tỉnh rồi chứ còn nó là chứ không phải là một tu luôn để cái chứng đạo trên đó thì chưa được đâu, nó sẽ xuất hiện tưởng. Còn giờ nó bị con trầm thì miên đó thì mình tu mình dẹp cho hết con trầm thì miên ra hết con trầm thì miên thôi đừng ôm nữa có vậy con dùng con một đêm chỉ dùng con lần con lại một thời phút á là con dùng một lần khi lúc mà quá buồn ngủ đó, vậy cho nó tỉnh thôi dạ. Rồi còn một cái nữa là sau con ngủ á thì thay vì giấc kia thì ngủ 4 tiếng rồi, nhưng trong khi đó con ngủ từng khoảng chừng 3 tiếng như đó mà rồi sáng á, từ 5 giờ tới 7 giờ con phải nằm cho 5-10 phút hay hoặc nửa tiếng gì á là con cúng trong thời nào thì miễn có nằm thêm chút xíu ở đó chắc chắn á là con cúng nó tỉnh bơ như người khỏe tắt, mà còn không có thì nó phải ngủ gục.
À, nó lừ đừ. Dạ, vậy đó. Còn phải thì ngủ thêm một chút xíu khi lúc... À, không, đó là cái dạ. Lúc mà cái thời gian mà mình đã xả nghỉ rồi đó con. Dạ. 5 giờ con xả nghỉ rồi, hết dạ. Cái thời tu rồi. Chứ con nằm nghỉ được chứ đâu. À, vậy mà con hôm nay con sợ con bị thời giới mà con... con miễn con mạnh chút xíu vậy là con cúng toàn bộ luôn từ đầu đến cuối. Dạ, không phải đâu, con cứ để tự nhiên. Nếu nó ngủ được thì nó ngủ, mà nó ngủ không được trong khoảng thời gian đó, trong thời gian nghỉ phải không? Mà nó ngủ được thì nó tỉnh đó, thì mình cứ ở trên cái hơi thở đó mình tu. Con hiểu không? Trên cái công phu đó mình tu không có sao đó. Còn cái thời gian mình cho phép nó ngủ. Mà nó không ngủ bởi vì thời gian nó nghỉ. Nhưng mà mình tu lâu rồi thì không được không? Nó ngủ vậy là không được. Dạ. Bởi vì con mới hỏi lại. Mình tu thời gian mới thì mình không có ức chế nó quá. Rồi cho nên mà mình tu lâu rồi đó thì không được, nó thành một cái thói quen rồi. Dạ, con cũng nói vậy, con nói được. Thế là nó cũng quen à, con quen. Để mình nói cái công việc từ từ mới mình được. Mình tập từ từ phá. Rồi lúc mà sư ổng đưa bà vợ con học nay năm mấy rồi, mà trong định niệm hơi thở sư kêu con học có sáu câu của định niệm hơi thở, có cho sáu câu con học sáu câu thôi chứ con không học thêm được nữa. À. Con phải nghe, nó cơ bản là mục đích là con tập những cái hơi thở dài, hơi thở ngắn, hơi thở bình thường, hơi dài ngắn. Rồi con tập được cái hơi thở thì nó quen rồi đó. Thì bắt đầu con thấy cái tâm mình bị chướng ở chỗ nào thì dùng cái định niệm hơi thở giải phá cái chướng đó. Thì cứ lấy cái đó ra mà tập quả phá cái chướng này, phá ở trong thân tâm con. Không như bây giờ tại mà con mà nhức đau chỗ nào đó thì con dùng hơi thở đẩy lui cái nhức đau. Dạ con làm được rồi cũng ngon lắm mà à. Con cũng học thêm mà không biết ai diễn chỉ về con cần học thêm. À học thêm thì dạ. Nó có cái tập sách đó con. Tập sách nó 19 cái điều mục của định niệm hơi thở. Dạ con mới học từ 6 điều mục bị sư ông sư gia hạnh ổng đưa tụi con học, tụi con học như đó rồi con không dám học thêm. À bây giờ đó con xin cái tập sách đó về rồi con nghiên cứu. Bởi vì tập được 6 cái điều mục rồi thì coi như là quen với cái hơi thở rồi. Dạ. À. Mà tập với cánh tay thì nó quen với cánh tay rồi. Bây giờ mình tiếp tục mình tập cánh tay mình đưa ra vô là thân hành ngoại, mà cái hơi thở là thân hành nội. Cho nên vì vậy mình dùng hơi thở được, mình dùng được thì mình dùng cánh tay của mình. Mình cũng tu tập mấy cái đề mục, 19 cái đề mục cũng được hết. Yeah. Con ngủ truyền cái được, con cũng ly tham ly sân chi gì, ngủ truyền cái thích tiếp sử gì. Là con gánh hết trơn rồi, nhưng bây giờ cô Trang kêu con học là từ đầu thì giờ con cũng học là có cái mục đầu tiên có định cứ đi kinh hành thôi. Giờ con có ngày đi như này cả tháng này con học có như đó không? Đi kinh hành đó, không học vốn tỉnh giác đó, tỉnh thức đó, dạ. cái kinh hành đó. Rồi bắt đầu đó, từ đó mình mới lần lượt mình tập thêm ra. Nó cho nó có căn bản nhất, tập cho nó nhuần nhuyễn nhất thì nó tốt nhất. Tốt nhất bây giờ mình phải trở về mình tập lại căn bản, mình tập cái tỉnh thức cơ tâm. Cái tỉnh thức đó làm cái con đi như vậy là không bao giờ có cái niệm nào xen trong đầu mà nó tỉnh táo vô cùng, nó ngủ ngon lắm, không có gì xen á. Rồi bắt đầu đó mình tới rồi. Trong cái cuốn cẩm nang á, dạ thầy, cẩm nang cái cuốn nó coi chừng ngồi em coi chừng liếc chế tâm đó, phải dụ nó vô, kiếm cái gì dụ cho nó vô đó. Phá rồi cũng vũ vô rồi cũng rồi thôi thì cũng vài bữa cũng mất tiêu, cũng hơi thua bạn nó ai vô nữa rồi con không biết có sao không rồi không có đâu, nó tỉnh hơi mà cũng lo gì nó có những cái chướng ngại ngồi lại nó sẽ hơi loạn tưởng nhiều, nghĩ ngày này nghĩ kia đó là được sớm. Cái thứ hai là không cần tiền miên mấy cái đó cần phải phá không được để. Trong cái thời gian mà còn tu tập tu có thời phá thì trong cái thời gian tu tập thì phải phá mấy cái. Anh nhớ, mấy cái này không có được để trong cái thời gian mà tu tập bị xen vô xen ra không được. Em nói ví dụ như mình ngồi bị loạn tưởng, ôm ngay pháp thân là niệm dâm. Mà không trầm thì nghiêng ôm pháp thân là niệm dâm. Bây giờ không ôm trầm thì nghiêng cái gì hết, mà không loạn tưởng thì ngồi đó mình xả tâm. Nó lâu lâu nó có một cái niệm đến thì mình xả, mình vậy nó giữ tâm bất động. Còn mới đầu căn bản thì mấy con tập đi chánh niệm chánh giác chứ. Tức là sau này của con đó, mình niệm được. Mình tập cái pháp cái con như bao lâu mình trình lại với thầy? Con sẽ tập mà nhiều nhiễn á. Trình mà nhân á. Từ 1 tháng đến 3 tháng. Yeah. Một tháng nữa. Từ 1 tháng. Cũng như là tháng trời đó. Mà tôi học một năm mấy rồi, bây giờ tôi học là 1 tháng trời. Con cái mấy ngày hôm nay nha coi. Rồi hết rồi. Con đang tu, tự nhiên mấy người ta mở nó hát á. Con tu, mình bị đọc sách.
Tại vì những cái đó là những cái mà mình làm chủ chưa được. Thật sự đang ngầu nói tôi hít vô, tôi biết tôi hít vô, nhưng mà bên kia nó cứ hát qua, thì như coi mình không có cách nào mà để làm chủ được. Cũng vẫn nghe thì vẫn nghe, không cách nào. Hoặc là bây giờ con đừng có đọc sách. Đọc sách tức là làm đảm tâm mình. Thôi nữa bây giờ con ngồi, bây giờ hát rồi kia rồi. Bắt đầu mình ngồi hít vô không được. Dạ. Vô ra nó cứ nó nghe rồi đó, chứ nó chịu mà nghe. Dạ. Trở đây, bắt đầu mình dùng hát cái ý. Cái lỗ tai mày quay vô, nghe trong thanh mày nghe hơi thở. Thì trước cái nó cũng xe cái đó nó ra. Dạ, nó ra. Tắt ý, thì cứ tắt ý hoài. Bảo nó nghe vô hơi thở, biết hơi thở ra vô, cái bắt đầu mình thở ra vô. Cái còn nghe nữa, kêu nó nữa, kêu cái lỗ tai con á. Kiểu cái tai nghe vô, nghe vô, nghe vô, nghe hơi thở, nghe hơi thở, nghe điếc hơi thở, bắt đầu nghe được cái thon nghe hoài. Ở ngoài hát gì hát thon nghe. Chứ không kéo cái lỗ tai nó sắc bén lắm còn. Hoài nó hát cái bắt đầu nó lên giọng, giọng cổ nó bắt đầu con heo à. Giờ này còn cái kêu nữa thôi. Cái ý là mình réo nó vô. Lúc bây giờ có hoài là đã hát, tặng làm vậy đó, cứ réo nó, nó kêu. Cái lỗ tai mình nó nghe âm thanh, bị âm thanh rồi bắt đầu réo nó riết. Kêu hoài, không có nghĩ cũng như tắt ý hoài không dừng. Thì mình tắt ý là nó im một chút cái chỗ tắt ý rồi bắt đầu nó im, cái bắt đầu nó cũng lên ra hoài, nổi lên, kêu nữa. Cái vấn đề bây giờ mới cái bước đầu tu tập á thầy, con có nên ngồi thiền đâu nửa không, tiếng con đừng có ngồi thiền gì hết, mà con chỉ tập, con chỉ tập đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác. Rồi con nghỉ ngồi nghỉ xả rồi con tập đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác. Chứ khoan ngồi tu thiền nhất tâm đã. Vì nhất tâm nhiều khi nó im lặng trước đó con sẽ sao bị chẩn vậy. Bởi vì khi mình ngồi im vậy đó, cái ý thức nó dừng, nó không có niệm này niệm kia nữa, thì bắt đầu nó lọt vào trong không tưởng, thấy không? Rồi bắt đầu nó hiện ra những cái tưởng tượng. Cho nên nó khó cho con. Tối hơn là con cứ đi tìm hành tập tỉnh giác thôi. Nhưng mà đầu lúc mà không biết á, nó vọng tưởng như quá, làm chỗ không được, ngồi. Lúc mà nó đau được. Cẳng á, đau cẳng mình dí tâm vô cái đau đó là không có hồn mà. Đúng rồi, ngồi thì chạy ra thì chịu nổi rồi. Cho nên bây giờ thì nó chỉ có đi thôi, chỉ ngồi xả nghỉ chơi gì thôi. Chứ còn đừng có ngồi thiền, đừng có kiết già gì đau chân nhất. Nhất tâm không nổi đâu. Để cái giai đoạn đầu này mình tập tỉnh thức chưa được, rồi tập xả tâm. Tập xả tâm chứ cũng chưa có ngồi thiền đâu. Rồi bắt đầu tập xả tâm là mình ngồi như ngồi trên ghế, hoặc ngồi chơi, ngồi giữa lưng rồi. Hoặc là nằm ngủ, rồi đi ngủ mà nằm đó mà tập tỉnh thức đó. Thì mình để mình từng cái tâm niệm nó khởi ra, mình tác ý mình xả. Mình không ngồi vậy thời gian nó lâu, ví dụ thời gian mà 7-8 năm rồi vậy cứng chừng làm vậy. Không, con không có sợ cứng chừng, cái chừng mà con đủ cái lực mà điều khiển nó rồi, con bảo nó ngồi một ngày nó vẫn ngồi chứ con đâu có cần tập. Tại vì cái chừng đó mình đủ cái sức điều khiển nó, còn bây giờ mình tập chỉ chẳng hạn, con ráng con tập con chịu đựng. Còn từ 30 phút con tăng lên 1 giờ rồi, cao lắm con ngồi 1-2 giờ, muốn chết con luôn đó. Đào nó tê cấm giò cấm cảnh rồi, đừng có thèm tập cái nó mất công con lắm, cực lắm. Ô Phật sư thầy, hôm nay đối với em về đây thì con cũng xin kết thầy có một điều mà thật sự là từ ấy hôm nay con cũng muốn là không có đối với em gặp thầy. Hôm nay đối với em về đây con cũng xin thầy một điều là con có một cậu ở dưới Long Thành Đồng Nai, ông tu cũng 20 năm nay rồi, nhưng mà ông tu tại gia. Thì được rồi, con về con cũng đi một số kinh sách của thầy về đưa cho thầy. Con nói là khi nào đủ duyên thì lên gặp được thầy thì cầu pháp thầy. Nhưng mà con nói rằng là khi nào đủ duyên thì cầu lên. Nhưng mà ngày hôm nay con về đây ở nương tựa thầy tu thì chắc không còn có duyên để về được nữa. Thì ngày hôm nay con về con xin thầy từ đây cho con có một cơ hội để về giữ dẫn thầy lên đây để trực tiếp gặp hòa thượng để mà cậu cầu pháp hòa thượng, tại vì cậu cũng tu bên cái pháp môn kinh của Nguyên Thủy trong bộ tập A Hàm á, kinh A Hàm á. Thì cậu có nói như thế này thì cậu tu như thế nào thì con không biết được, nhưng mà cậu nói rằng là cậu cầu pháp một vị nào mà giải được những cái khúc mắc cho thà cậu là cậu chỉ cầu pháp xuất gia vị đó. Thì như thế con nghĩ cái vấn đề thật sự ngày hôm nay con về được đây thì chắc có lẽ là cũng cái nhân viên nhiều đời nhiều kiếp giữa con và thầy và cậu, thì thầy cũng từ với thương xót để cho con về với một chiến để mà con dắt cậu lên đây. Thầy cho biết là để đưa cậu vô gặp thầy để mà cậu cầu pháp với thầy.
nếu con cứ về rồi con đưa cậu con lên đây rồi cậu con sẽ có một cái gì thưa hỏi thì sẽ giải ra. Tại vì con nói với cậu nói rằng nếu mà không có đủ duyên thì cũng khó gặp được thầy lắm. Tại vì muốn vô gặp thầy không phải là ai gặp cũng được. Để khi nào con lên đến đó mà con có duyên gặp thầy, con xin thầy, thầy có phép thì con về con dẫn cậu lên. Chứ giờ cậu lên bữa có thời gian, ví dụ mà ở ngoài đó nửa tháng, tháng có đâu lúc không đủ duyên cũng không gặp được thầy. Thì ở thời gian ở nhà công việc là cậu bỏ ra công việc. Thì nếu mà thầy có phép con tốt thì cũng được. Thầy có phép thì ngày mai con xin cô Trang, xin tiền cô Trang con đi về chứ con thành chiến. Rồi con quay cho con. Được rồi, con quay. Cái đó là cái lòng tốt của con đối với cậu con thì thầy cũng quan hệ cái gì đó. Mình biết sao mà tu vô được đó là cái quyết định. Thế để không mà tu, các vô cũng tu, cuối cùng cũng được gì đó. Tại này cậu cũng tu 20 năm nay mà tại cậu tu cũng có pháp của Hòa Thượng Sư Ân ở dưới, Sư Ân Tinh Từ dưới. Nhưng mà cậu theo pháp cái dưới không biết dưới sao mà cậu nói là cũng không có hộp với cậu. Cậu ôm cái bộ kinh A Hàm mà cậu ôm pháp với cậu tu biết à, cậu cắp cái cốc ở trên núi cậu tu một mình vậy. Dạ. Thì con thấy như không biết như thế nào vậy. Tức là nó không có kinh nghiệm á. Dạ. Rồi mình ôm mình cứ nghĩ tưởng mình nghĩ theo cái kiến giải của mình tu mà cái kết quả á. Cậu có nói như thế này thì con nghĩ rằng, chắc con nghĩ rằng cậu nói chừng nào mà vị nào mà giải được những cái khúc mắc cho cậu thì cậu sẽ cầu pháp cho xuất gia tu học thêm. Đúng vậy. Thì con nghĩ rằng sao nếu thầy cho biết con về với một chuyến đây con dẫn cậu. Đúng rồi, con hãy đưa cậu con lên. Dạ. Thầy sẽ giải, dạ. cái nghi hoặc mình từ lâu tới giờ ôm hấp. Dạ. Mình không có biết được. Thầy nói chung là thầy giải, cái gì mà nói chung là thầy giải qua cái kinh nghiệm tu tập. Thì những giác người ta đến cái chỗ làm chủ sinh dạo thì chết thì không có dạo xài được pháp được. Được ra mình giải trật đó, thì nó không dạo cái nào đó. Con cảm ơn thầy. Ráng mà tu mấy con còn trẻ tuổi quá mà nó tu cái khéo tí thì giờ uổng lắm. Bởi vì thầy rất lo là gì cái con đường Phật pháp á, mấy con người tu mặc dù được sự sống chết sinh dạo thì chết nó chứng bảo chứng được cái con đường của Phật pháp. Ngoài cái vấn đề đó thì cũng nói Phật pháp mà nó không phải đi vào con đường làm chủ sinh dạo cái chết thì nó tặng. Nhưng mà bây giờ tất cả đâu đâu người ta tu nó ngoài cái vấn đề này, họ có nhắm vào cái chỗ sinh dạo cái chết mà họ nhắm vào cái chỗ khác, cho nên nó không có đúng Phật pháp. Mà giờ mình muốn sửa lại là phải có nhiều người tu làm chủ được sự sinh dạo cái chết, mà mình con là những cái tương lai của Phật giáo để mình định. Nên thầy chỉ mong là cái sự tu tập của mấy con nỗ lực thì thầy sẽ giúp đỡ để mình dựng lại cái chánh pháp của Phật để giúp cho hàng triệu triệu người tu. Chứ cả bây giờ cả một thế giới mà thầy nghĩ họ đang đi lạc được nữa. Thành ra cái bộ luật của khất sĩ thì cái bên cái phần mà bác chánh đạo thì con thấy dạng khác với cái lần đạo của thầy. Thì con muốn tìm hiểu về bên cái bác chánh đạo mà không biết là đã có sách rồi chưa thầy. À, cái trong cái bác chánh đạo thì các con biết là khi mà đọc qua những cái phần mà đầu tiên từ cái chánh kiến cái tư duy được nó là phần dưới luật hết. Còn bên luật khất sĩ không biết nó có đứng ở trong cái chánh kiến cái tư duy đó không, nhưng mà tới cái phần mà chánh tinh tấn đó là cái phần thứ sáu thứ bảy đó, chánh tinh tấn chánh niệm chánh định đó, thì nó là tứ chánh cần rồi, ngăn ác diệt ác. Khi mà cái tri kiến hiểu được giới luật Đức Phật rồi đó, thông suốt rồi đó, thì nó mới sử dụng tới tứ chánh cần để mà ngăn diệt bằng cái đức hạnh, bằng cái giới luật đó. Mà cái tiên kiến mình cũng mà định niệm hơi thở thầy cho dạy cái bước đầu mới tu tập là tu tứ chánh cần là bốn. À, cái đó là cái định niệm hơi thở đó để tập nhiếp tâm dạng tu nó bước đầu là để tập tỉnh thức đó không? Yeah. Tập tỉnh thức đó thầy. Rồi sau khi tỉnh thức rồi đó mới bắt đầu mới áp dụng vào cái giới luật, tức là từ chánh kiến chánh tư duy đó cho đến chánh mạng đó, là áp dụng vào đó để mà xả tâm. Xả tâm những cái đầu tiên đó. À, cho nên nó ngăn ác diệt ác, nó nằm tức chánh tinh tấn. Mà sau khi tức chánh tinh tấn mà tu tập xong rồi thì cái tâm nó sẽ bất động. Nó bất động thì nó ở trên tứ niệm xứ. Ở tứ niệm xứ nó thực hiện 7 ngày đêm để cho nó bất động, thì lúc bây giờ nó có tứ thần túc. Dùng cái định duy túc nó mới nhập sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền, chứ không phải vô mà mình tu tập 4 thiền này được. Mà nó đợi nó ở trên tứ niệm xứ, nó hoàn thành được
cái tâm bất động, nó hoàn thành được cái mục đích tâm bất động rồi thì nó mới có định nghĩa ý túc. Dùng định nghĩa ý túc nó mới nhập bốn thiền, và khi mà định nghĩa ý túc nó nhập được bốn thiền thì nó đã có tệ ý túc, bởi vì nó tức thành túc mà bốn cái như lực như là, thì nó có định nghĩa ý túc, tinh tấn ý túc, tệ ý túc và định nghĩa ý túc. Và có định nghĩa ý túc mình mới nhập được các định, các cái chánh định của Phật là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Và đồng thời nó có tệ ý túc thì đó là tam minh rồi, bắt đầu mình quan sát được rồi, nó đủ. Bởi vì ở trên tứ niệm xứ là chứng đạo rồi đó, nó đủ cái tứ thần túc. Như cái bước đầu mà như con mới tu tập như vậy là mình có nên đọc sách rồi nhiều không này? Nói chung là mình nghiên cứu những cái gì mình cần phải thông suốt á, Phật Đức Phật nói là những gì thông suốt cần phải thông suốt, cho nên mình phải đọc sách, mình nghiên cứu cho kỹ, và đồng thời mình phải đến với một cái người hiện hữu tri thức mà người ta tu chứng rồi để người ta nói, người ta hướng dẫn cho mình, chứ không khéo theo kiến giải của mình nó sẽ lệch. Mình đọc nhiều chứ nó lệch, nhưng mà có cái người mà hiện hữu tri thức người ta tu xong rồi đó, người ta nói cái này phải hiểu gì vậy vậy chứ không hiểu vậy là tạp. Cũng như cậu con giờ tu mà có người tu chứng rồi thì cái những cái kiến giải của cậu con mà hiểu qua kinh sách đều có thể bị người ta giải trừ ra hết đó, làm cho ngộ trở lại, nó không phải hiểu như vậy nó mới đúng con đường. Như cái bước đầu như tụi con ở ngoài đó nhờ như hỏi thầy cũng một cái khó khăn à, không phải bây giờ trong cái vấn đề mà học tập thì nó phải, ví dụ như bây giờ con muốn tìm hiểu là trong một cái giai đoạn đó là phải có cái lớp học mở ra, như bây giờ thầy chưa có mở ra, chứ trước thầy đã mở ra cái lớp chính kiến này, rồi chính tư duy này, những cái lớp đó để mà dạy nhớ luật đức hạnh, để cho mình sống trong lai nghi tế hạnh, từ cái ngôn ngữ ăn nói chánh ngữ của mình đó, như thế nào mình phải dạy hết như thế này. Nhưng bây giờ thì thầy thấy có cái giai đoạn là tại vì cái tu viện của mình có cái giai đoạn là nó chưa ổn, cho nên thầy đóng cửa lại những cái lớp đó, chứ hồi đó mở cái lớp nó đông lắm. Chứ giả lại thì nó cũng có cái khi mà nó đông người thì nó có nhiều cái nó lộn xộn lắm. Giờ cái hiểu biết nông cạn như tụi con, như bây giờ con học sách vở bên đó, con hiểu chánh kiến, hiểu con có hiểu mình nữa, vậy nó không, như lúc mình tu người ta hỏi chánh kiến là sao, mình phải nói chánh kiến thấy, chánh là chánh thấy, cách chân chánh thì nó cũng cạn quá, thì con nghĩ mình phải tìm để học hỏi. Nói chung là nói chánh kiến á, thì mình phải đứng ở trong cái góc độ nhân quả thì nó mới là chánh kiến. Và nhân thì cái hành động như thế này thì nó sẽ có cái quả thế kia, phải giải thích. Bởi vì nhân quả mà luôn luôn đời người chúng ta thì luôn luôn sống ở trong nhân quả, vui buồn này kia đều là do nhân quả hết. Cho nên gì mà muốn học chánh kiến tức là học đạo đức nhân quả, học nhân quả. Thời nhân quả rồi đó, chánh kiến rồi, thì trong khi chánh kiến đó rồi đó, thì phải tìm ra cái chánh tư duy cũng trong nhân quả. Một sự kiện xảy ra phải suy nghĩ cái này là nhân ở đâu, cái này quả ở đâu. Quả cái nhân này nó ở trong tiền kiếp, và cái quả này mình phải chịu nè, hay là cái nhân này nó do cái thời quá, cái quá khứ cách đây một tháng hai tháng mình đã làm cái hành động đó, mà hiện tại bây giờ mình phải trả cái quả này, và hiện giờ mình đang làm cái hành động này thì mình phải tư duy suy nghĩ, thì cái quả mình sẽ biết rằng tương lai sẽ gặp cái quả này. Cho nên khi một cái người mà họ về nhân quả thì người ta biết hành động hiện tại người ta làm, thì người ta biết tương lai người ta sẽ gặp những cái quả đó. Mà cái hành động người ta làm trong cái hiện tại này và cái cảm nhận của người ta thọ chịu những cái quả này, thì người ta biết quá khứ là đã làm những cái nhân của nó là như thế nào. Cũng như trong kinh Phật dạy nói là muốn biết cái quá khứ thì phải coi cái nhân hiện tại, nó không phải cứ thấy lấy những hiện tại là cơ bản nhất để mà nhìn quá khứ và nhìn tương lai. Cái đó là cứ nhân quả là thầy nói là chính kiến chính tư duy đó. Cái đó thầy viết sách ra chưa thầy? Coi như là thầy viết nhiều bộ sách đó lắm chứ đâu có ít đâu, nhưng mà bây giờ thì nó đâu còn đó. Nghĩa là cái số đó in ra phổ biến trong cái lúc mà thầy viết, thì coi như là vì không có bán đó, rồi viết ra rồi cho Phật tử cho hết thôi, đâu có mà in trở lại được. Bởi vì in lại thì phải có số tiền. Cũng như bây giờ những cuốn sách thầy, mấy con thấy bây giờ in ra lần rồi thôi, sau này cái không in á. Mất những cuốn sách khác mà bây giờ mình phá hết rồi, coi như là trong tủ mình cũng còn cuốn nào hết. Sự thật ra nó không có giữ lại, nó cho hết. Cho nên những cuốn sách mà những người cư sĩ cần phải biết,
những tu sĩ cần nên biết những cái bộ sách đó bây giờ đâu còn kiếm được. Trong cái thời đó có, mà thời gian này thì còn. Rồi bây giờ mà thầy viết như cái lòng yêu thương, lòng yêu thương để thực hiện cái tâm từ bi của mình đó, thì lúc bây giờ mà cái tập sách đó mà ra đời rồi trong cái thời điểm này thì nó có, nhưng mà trong 1 năm 2 năm sau thì cái sách này nó sẽ hết, thì thầy không có tái bản rồi đó. Thầy đã tìm lại những cuốn sách đó, như bây giờ nhân quả thì mới còn tìm được mà thầy đã viết rồi thôi. Không có sẽ cũ. Nên chúng tôi có hỏi là con đi trong một ngày có gì cũng được biết đâu. Thì kinh hành nó rất là có hồn thở. Thì là cái hơi thở đi có hỏi là để tránh cái trường hợp mà mình điều khiển hơi thở, tức là mình cảm nhận hơi thở, theo dõi hơi thở. Dạ. Thì có phải là mình chỉ là theo dõi hơi thở qua cái mũi? Cái mũi qua một cái điểm. Một điểm thì nó tới thì chúng có theo dõi ở cơ bụng, chúng theo dõi ở bụng mà chỉ biết là ở chỗ lỗ mũi của mình, chỗ nhân trung ra mà có vậy thôi, cứ hơi thở mà nhận chỉ biết là đó thôi. Đừng có theo cơ bụng mình, thấy mình thấy thở ra nghe cơ bụng mình từng hơi sụt xuống thì bắt đầu mình tập trung ở đó, cho nên mình chỉ biết là thở, mình tránh cái chỗ tập trung của các cơ trong người mình mà chỉ biết hơi thở ra vô, thì đúng rồi. Và đồng thời mà tu đi kinh hành mà ngồi hít thở ra mà thở là rèn luyện đi được đó. Thì chịu khó, cái đồ chịu khó mà chính nó là cũng là cái sức tập tỉnh thức đó, tập tỉnh thức cao lắm. Bởi vì mình vừa đi vừa tập bước đi, rồi ngồi xuống rồi hít thở năm hơi thở rồi đứng dậy đi, mà con tập như vậy là rèn luyện nghị lực. Cái thứ nhất là rèn luyện nghị lực của mình có ý chí đó, và cái thứ hai nó rèn luyện cái sức tỉnh giác của mình. Như bây giờ mấy con tu tập, mấy con đi kinh hành là tập tỉnh giác, mà ta kiên theo ngồi đứng lên ngồi xuống là người ta rèn luyện nghị lực. Cái pháp hay á, kết hợp vô cái thề này kìa. Vì là cách đây khoảng tầm 3 năm hơn vậy. Thì con thời thì con có đi tập điều sinh, tập thi công. Thì là con nhớ trước đó thì con không được con bình thường, tức là con thở được ấy. Thì sau đó con đọc sách thì nó ảnh hưởng con thở chuyển ra thở bụng. Tập thể dục, tập thi võ gì đấy, điều sinh. Con thì mấy bệnh dân quan tâm 10 năm trở lại đấy, thì hôm kia hơi thở của con chuyển lại thành hơi thở bụng, là những thành hơi thở tự nhiên là nó thấy là cái bụng của nó là nó phải lại sợ sướng đó. Dạ. Bây giờ con không phải tập ngược lại hay tập ngược lại, con chỉ đẹp đặt nó ở chỗ mũi thôi. Còn nếu không, con không quan trọng thì bụng phải là gì? Không quan trọng gì đâu, quan trọng về là con bỏ lên một bị tình phổi nha. Con thì con trước khi mà biết sách của thầy á, là con có tìm hiểu bên tuệ minh sát, nên con biết họ, con chưa thực tập nhưng mà họ đó là thực tập là theo phương pháp phòng trẻ bụng á. Con đọc sách cho nên nó ảnh hưởng. Bây giờ con mà tập trung cái chỉ ở ngay chỗ nhân trung thì từ khắc nó vừa biết ở đây và biết ở đây, hoặc là nó trao đổi lại ngược nhau thì nhé. Bây giờ thầy chỉ cho con cách nào để mà tập trung trở lại với cái hơi thở nơi nhân trung. Con bây giờ con lấy cái tay con thì không có tập trung trong bụng con, mà con nói điều này cứ lấy tay thôi, thế là sao? Bây giờ là coi như con tập thân hình ngoài. Thầy cho con hỏi nữa, tức là con á, là có thể là cho con bị viêm xoang xoang trán á, cho nên con đêm ngủ con hay nằm trên bao, mà con ở trong nằm trên bao là con vẫn có những khi, nhiều khi con quán vô thường rồi trong con biết là nằm vừa nằm chiếc bao và giải quán vô thường, hoặc là cả cái tên này giống như mình tên tu vậy. Con không biết thì cái đó con làm sao để mà giảm bớt được cái chiếc bao? Cái đó cũng khó khăn luôn. Con chỉ tập nhiếp tâm được ở trong hơi thở rồi, thì mỗi lần mà con nhiếp tâm được, nó chuyên còn ở trong cái sức tỉnh của cái tay đưa ra đi vô, thì con muốn giảm cái chiếc bao đó, còn bảo cái chiếc bao nó theo cái tay mà ra, không có chiếc bao nữa. Thì một thời gian sau con tập ý theo cái tay nó phục hồi cái đầu của con lại, không còn bị chim bao nữa, không hoạt động cái tỉnh rồi con đâu, mà phải nhiếp tâm cho được mới phục hồi được cái đầu không chim bao. Nếu mà nhiếp tâm chưa được á thì nó không phục hồi được. Nhiếp tâm được là phục hồi được. Con để ý là tức là mà không nó cứ nó bị cái đó rất nhiều, thậm chí khi con ngủ mà đâu chuyện gì dậy là do đâu nó, con để ý cái là nằm từ hôm nay, nhưng mà thấy nó cứ suy nghĩ về vấn đề, cả cái vấn đề vậy. Vậy
làm sao mà nằm cho nó yên, ngủ nó yên mà nó không bị chiêm bao rồi đúng. Chứ còn nó có chiêm bao rồi thì nó bị, nó làm việc cả cái đó cũng, ban ngày cũng làm việc, ban đêm ngủ cũng làm việc, nó chiêm bao nó làm việc, nó có còn làm việc trong cái đầu đó. Nó chiêm bao nên làm cho con nhiều cái bệnh này này bệnh nào nhắn buồn ngủ. Thành ra nên mình phải làm sao mình dẫn cái tâm mình vào cái chỗ bất động, nên là nó yên không thấp mà nó không động gì hết, cái điều này, cái chỗ đó là cái kiến đạo của Phật. Nhưng mà mình phải đi từ cái chỗ mà cơ bản của nó đi vào, chứ không thể mình đi thẳng vào cái chỗ bất động nó được. Mình phải đi từ từ rồi sức tỉnh nó sẽ tả ly dục cái ác pháp thì nó sẽ đi vào cái chỗ bất động nó dễ. Còn mình chưa ly dục cái ác pháp mà mình đi vào bất động thì dễ chế, nó chế. Cho nên tập định thức để rồi mình ngồi chơi vậy đó mà từng tâm niệm của nó, chứ mình không có tập vô tâm chỗ nào hết, không bụng, không đầu, không mũi, không gì hết, mà để cho tình niệm nó khởi ra thì pháp tập ý cũng là theo đó, mình đuổi ra, mình ly nó đi, mình ly nó hết rồi, trong khi mình tu, mình về định niệm hơi thở, thì quán ly tham, quán ly sân si này kia đó là quán ly ngũ triền cái, cho nên tham si mình nó do những cái phương pháp tu tập đó nó hỗ trợ cho cái pháp xả tâm của mình. Khi mình còn thì cuối cùng cái tâm nó ly dục lên, nó hoàn toàn thì nó bất động. Hoàn bất động thì bắt đầu nó ở trên tứ niệm xứ để mình đi vào, mình nương vào tứ niệm xứ. Cái chỗ tâm bất động đó phải nương vào tứ niệm xứ thì mình mới thực hiện được cái bảy năng lực của giác chi. Mà bảy năng lực giác chi thì nó gom lại thì nó đủ tứ thần tốt để cho mình đủ cái sức, cái năng lực đó để cho mình làm chủ sự sáng chết của mình, chứ không phải là mình thực hiện thần thông. Mình không có đi ngõ vào ngoài thành thông, rồi thực hiện cái chỗ làm chủ sự sống chết thôi. Không có vậy. Thì mình lấy cái lực của ý thức của mình, là ý thức lực đó, để cho mình điều khiển. Ví dụ như ý túc mình, như ý mình muốn mình. Mình lấy cái ý thức của mình điều khiển. Bảo thân mình làm cái gì thì nó làm theo, nó nghe theo. Bảo tâm mình bất động là nó bất động. Bảo tâm mình ngủ không chiêm bao là nó ngủ không chiêm bao. Đó là mình điều khiển hết những cái nhân quả của mình hết. Bằng cái lực của ý thức mà mình đã tập luyện ở trên cái trạng thái bất động tâm của tứ niệm xứ, thầy dẫn dắt cái con tỉnh thức riết rồi thầy đưa vào tứ niệm xứ. Chứ mà nếu con chưa căn bản mà đưa vào tứ niệm xứ cũng được, đi sớm quá không được, đi vô đó bị ức chế. Là như con lúc trước con tu định niệm hơi thở mà con không trầm nặng, con miễn con tu định niệm hơi thở đâu, bây giờ con bỏ con tu định niệm hơi thở nữa, con chỉ đi chính niệm tỉnh giác, rồi sau đó con biết mình bị không trầm nhiều đó, con tập pháp thành niệm rồi. Rồi con tập pháp thành niệm thời gian sau con tỉnh rồi con ngồi và con tu thì niệm hơi thở rất dễ dàng, không có buồn ngủ nữa. Có lúc con ngồi cái pháp thành niệm nó cũng ngủ lên, pháp thành niệm ngủ giờ thì ngủ vậy nè, là không trầm nặng đó, không trầm thì nghe nặng, ngủ trên thân hình niệm là nặng đó. Cho nên lúc bây giờ mà ở trên thân hình niệm mà nó ngủ vậy con tắt ý lớn đó, tắt ý lớn đó. Đưa chân lên, để đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống, đi đàng hoàng nha, không có buồn ngủ nè. Phải nghe cho rõ. Con đi về nhà, đi vòng xong là nó vô à? Vô. Còn phải tu cho nó tỉnh thì phải tu theo cái đặc tướng cho tỉnh. Chứ còn đi mà nhẹ nhẹ, khư khơ thì có chuyện nó vô, nó thắt lặng con. Có khi nó muốn quỷ, cũng sống vô lại. Nó té à. Dạ, thầy cho con hỏi thêm. Ở trong là hai nhân duyên này thì tức là định phá cửa cảm thọ thì phải dùng cái định niệm hơi thở như xong an trú ở trong hơi thở mới chịu phá nổi cảm thọ. Dạ. Vô cái cửa mà cảm thọ phá mà. Dạ. Nhưng mà bây giờ ví dụ như con không muốn tập cái đó, không tập vì do hơi thở á, mà không tập được cái hơi thở mà dùng cái cái cánh tay thì có được, có được thay thế nó. Con dùng cái tay đưa ra vô thay thế cái hơi thở cũng được, tức là nó phá thọ, nó đi vô cửa thọ. Thọ để phá được thọ. Phá được thọ. Bởi vì con ôm chặt cánh tay là con đừng có dao động trước cái cảm thọ con, mà con chỉ nhíp trong cánh tay con thôi, mà con nhíp được trong cánh tay con thì con phá được cảm thọ. Tức là bây giờ mục đích là mình nhíp, cứ nhíp tâm là phá cảm thọ. Là phá cảm thọ, mà phá cảm thọ tức là vô cái cửa cảm thọ. Tức là vô 12 nhân duyên là vô cửa thọ pháp. Còn nhận ra thế này, con đi kinh hành, trong khi đi kinh hành con đi thăng lên hoài, đi tới 50 bước con mới đứng lại tắt ý. Như vậy rồi 50 bước rồi con mới trở lại đi tiếp tục lại 10 bước, 20 bước từ từ rồi đi như vậy hoài, có gì không thầy? À không có sao hết, đi càng tốt mà, đi càng dẻo dai càng tốt, càng tỉnh không? Dạ. Không có gì đâu, nó tỉnh nó càng tốt mà.
mà nó tỉnh rồi sau này áp dụng các pháp khác nó dễ tu lắm. Còn giờ con như đó con làm hoài thử làm cho tỉnh đi. Đây là tỉnh giác mà, chánh niệm tỉnh giác mà, cái đó là cái quan trọng. Mà chánh niệm tỉnh giác ở trên cái thân hành mình đi á, nó dễ lắm. Mình đi mà nó mới đứng lại phải tập cái đó là căn bản, tập cái đó cho thật tỉnh rồi nó có cơ bản thật tỉnh rồi mới còn chiêm qua cái pháp khác nó dễ. Đi biết rồi sao thầy, sao tới chừng nghĩ cái máu nó tụ lại đây nó bầm đen hết trơn này. À không sao hết đâu, cho mày đen kinh rồi tốt. Ô nó đẹp thôi rồi đi. Tại vì con đi nó dồn xuống. Dạ, rồi tay nó dồn tay với dồn chân thôi. Chứ con đi con nó tụ xuống, máu nó tụ xuống đây nó không có lên được. Không có luôn. Không? Hôm nay con sợ con không tính là nó không có sao đâu, con không có sao nữa. Nó dồn vậy chứ nó dồn hồi lát đen thui chứ. Như mình đi nó dồn xuống nó không có lên nữa. Bởi vì mình đi nó cứ nó tụt xuống, nó lên ít lắm, nó cũng lên nhưng mà vậy thì vì mình đứng mình đi đó. Cho nên vì vậy mà ví dụ như bây giờ con thấy tại sao mà con ngồi con kéo chân mà tại sao tê, tại vì máu đi không được, còn này con bước đi được cho nên nó không có tê con gì hết, nhưng mà nó dồn xuống bị cái chân của con nó vậy thì máu nó tụt xuống, nó về thì ít mà nó xuống như vậy, cho nên lần lượt con thấy nó nám nó đen chân con, nhưng mà đâu có sao, rồi con ngồi lại thì nó bắt đầu đỏ lại là được, nó hết. Nghĩa là vàng nó đỏ lại. Sao tươi đi tròn lại. Sao tròn lại thành đen. Đó là vậy. Nhưng mà con đứng con đi lâu á thì nó mới dồn chứ con đi 50 bước nó đâu có dồn. Thầy đi dữ lắm. Đi nhiều á, nó mới dồn, nó đen trên mà. Đi mà nó không phải đặt nó đâu. Rồi, mấy con ngồi lại đi. Rồi thôi, nó tan. Nó tan quá. Nó không có ăn tươi. Đều mình thấy đen cũng kỳ. Không biết làm sao đây. Không có gì đâu. Đi một cách nhẹ nhàng, êm ái đàng hoàng, chứ không phải mà đi bay bay dù dù đó, tôi đi có ngon lắm. Đó, vậy nó không có được, không có lo gì, không có sợ, nó không có đặt máu với chân không sợ. Mình đi mình ngon lắm. Tại vì đi giờ thấy bình đệ vòng vòng, sao thấy ngồi hoài, không có thực kỳ gì á. Bài học không có ai, ai ngồi hoài, không thấy ông em ngồi hoài. À, ngồi đó mới là lười biếng đó, mấy con, đi mới là siêng năng đó. Chính tinh tấn đó. Bởi vì con lâu lâu con qua nhắc nhở nó đi như vậy nè, bởi vì tôi đi nay cả năm rồi mà tôi cũng ôm nhiều pháp, mà những người cuối cùng cô Trang có nói tôi bị ức chế tâm nên giờ pháp tôi phải tập lại từ đầu, thì mấy huynh đệ mình tập như tôi vậy đó, tôi nói vậy đó để tập như tôi. Rồi lâu lâu tôi giờ tôi đi qua tôi thấy cũng bị quê bay 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 đi thẳng như cũng gì. Rồi bởi vì tâm mình nó động hoài nên nó làm sao nó chịu tỉnh được. Ừ. Đây là con đi kinh hành thì con thể càng ngày nó càng sửa cái trở lại, tự nhiên nó thấy thích cái trở lại. À đúng là văn mình đi chậm lại nó dễ tập trung việc chứ quý kỳ. Tự nhiên nó thích đi chậm lại, con hiểu trước là thằng chậm trước như thế, sau đó nhân dân có thể đuổi đi chậm. Bởi vì trước kia con mới đi là nó đi theo cái thói quen hồi là sai sai, thấy không? Giờ này nó đi nó trong đại rồi nó quen rồi, bắt đầu cái sự tập trung nó làm cho giảm cái thói quen của mình đi sai sai như ở ngoài đời. Mình đi ngoài đời mình lật đật lắm, không? Vì công chuyện mình nó không lật đật, nó không có làm cho mình dội vàng, nhưng mà tại cái bản chất của mình muốn mau muốn nhanh, nó ngầm nằm trong đó, nó muốn đi cho lẹ đấy, thành ra nó thúc giục vậy thôi. Chứ còn thật sự ra thì ý mình nó cũng không phải muốn mà đi nhanh đâu, nhưng mà nó quen, nó chạy, nó nhanh, nó đi lẹ lẹ. Còn bây giờ đó, mình vô mình tu tập rồi, đầu tiên mình thấy nó cũng đi nhanh, nhưng mà lần lượt ra rồi nó lại đi đúng cái mực tỉnh thức của nó. Nó chậm chậm lại, nó lập đúng mực tỉnh thức. Còn mấy người mà đi sao sao thì sao á, biết mấy ông này ở ngoài cũng đi kiểu này chưa. Cho nên thấy mà đi mà nhanh nhanh đó thì mấy con còn quen ở ngoài rồi. Còn mấy người mà đi từng nhịp nhàng nhẹ nhàng mà đi để mà giữ nó không có nhanh mà không có chậm lắm, nó không có đi rờ với cù lần thì đó là đúng. Còn nó đi mà chậm cái kiểu mà kiểu cù lần thì cũng được. Thôi mình biết cái đi nào đúng, mà nó đi mà chậm quá nó thừa, mà nhanh quá thì nó thiếu cái sức tập trung nó vừa, cho nên nó thoải mái, nó dễ chịu, nó làm cho cái đầu óc mình nó rỗng rang, nó thoải mái. Còn mình đi nhanh quá không thoải mái được, mà đi chậm quá thì nó thừa cái sức tập trung của mình, nó thừa cái chậm quá, buộc mình phải chú ý kéo dài cái thời gian bước chậm hoặc đưa thả chậm nó vừa. Cũng như đầu tiên mấy con đưa ra đưa vô vậy nha, là theo cái tác ý của mấy con, nhưng mà sau đó cái tác ý nó bắt đầu nó chậm lại,
thì nó lại chú ý kỹ với con. Chú ý kỹ đó, mà nhưng mà nó chậm quá thì nó thường, mà nó nhanh quá thì nó cũng kỹ. Nhưng mà đầu tiên là mình cứ đưa nhanh vậy chứ mình tưởng mình chú ý chứ sao cần ăn lá có dùng tưởng. Tại nó nhanh. Nhanh rồi mình lộn, lộn là bị giọng rồi đó. Nếu mà mình lộn là bị giọng. Chứ hoặc là mình, thí dụ như mình gấp cái gì á, thí dụ như mình còn định làm gì đó là bắt đầu tự nhiên ông nào đâu ông nhào vô rồi. Tại trái thì nói sai phải thì cũng đưa vậy. Mà trong khi sai phải đưa mà tại trái đưa. Nó làm cách nó dễ, nó có nó đơn giản mà, nhưng mà gặp kêu nó thì tôi quá trình rồi tôi chịu đựng cũng đâu dữ. Hồi lúc sư ông sư ra hành hồi đó trước tiên là thầy của con, rồi ông ra đây ông tu rồi thế ông mới đem sách vở về ông đưa nó cho học, ông kêu ông dặn học học cách sao đó, rồi ông dặn như đó thì ông bỏ ông đi chứ ông đâu còn ở nữa. Không có ông tu với ông chứ đéo rồi tự động mình tu à, rồi nói nhiều lúc mình đi kinh hành đi rồi nó chóng mặt, nó nhủi lên nhủi xuống mà cũng không đâu có ai chỉ mình đâu có tiền đâu ra ngoài này mà một tháng ra lên, rồi ôm tới giờ tới một năm mấy rồi mới ra. Rồi bây giờ có duyên ha, rồi ráng tu thật. À, ông Gia Hạnh nào cũng đang nỗ lực cũng tu cơ, nghĩ lắm à, chứ không tốt lắm. Ông cũng nỗ lực tu lắm. Ông nói khi có Phật tử mà ở dưới quê con mà lên biết con đó thì thầy giúp đỡ cho họ tội nghiệp. À, con dạy họ tu đó chứ cần không biết họ tu thật, tu tính gì đó, thôi thầy giúp đỡ. Đâu có ai dạy đâu, chị không đưa rồi gì đó rồi gì không đi lâu lâu gì không thăm rồi nói ba điều không chuyện rồi đi thôi, không có ai dạy. Thì cũng ráng cũng lo để mà tập để mà làm chủ được bốn sự đau khổ sinh ra bị chết, khi nào tu tập xong họ mới mừng, nhưng còn bây giờ nó chưa có. Vậy cứ như bây giờ thì anh sống độc cư trọn vẹn, không gì trọn vẹn, sợ phá cái độc cư mà phóng dật á, chỉ có anh vô cái chỗ mà độc cư thì trọn vẹn. Bây giờ tập chính thức thì cũng có khả năng rồi. Là bắt đầu bây giờ mới vào cái chỗ nhiếp thân thì ông nhiếp thân được rồi. Nhiếp thân được 3 tiếng đồng hồ rồi đó. Nhiếp thân 3 tiếng đồng hồ cũng có bận rồi đó. Bây giờ nó bắt đầu mới tinh tứ niệm xứ rồi. Thì thời gian nữa thì ông mới tiến nổi. Bây giờ là bắt đầu vô tứ niệm xứ. Cho nên vì vậy mà hoàn toàn đóng cửa, không có đi ra, không có nhìn người nào nữa. Không ở trong cái khuôn viên, cái thất của ông như ra. Vô không làm gì hết, chỉ tối ngày để mà mình giữ phòng hộ sáu căn của mình, mắt ra như vậy tôi nghĩ không có được, không có phóng ra. Chứ đi ra quyết sân rồi này kia bị phóng hết. Giờ hạn giờ tôi tới cái chỗ giai đoạn nổi là không đi ra nữa. Còn người nào mà sáng còn sẽ chở đi nữa mà mấy người còn phóng giật. Bây giờ tôi cái này thấy rõ lắm, tâm mà nó quay vô rồi thì nó không cần biết ở bên ngoài nữa. Chỉ còn biết ở trong thân nó thôi, tức là biết hơi thở với cảm giác toàn thân nó thôi. Thì nó không cần lo gì bên ngoài. Đó là cái giai đoạn nó đi vào trong niệm xứ. Còn cái giai đoạn mà nó cứ phóng ra phóng vô đó, thì cái giai đoạn đó là tập nhiếp thân. Thế còn cách khác không được. Bởi vì pháp nào nó phải nằm ở trên cái đối tượng của nó để mình tu. Thế còn đâu có phải mình muốn tu ngang được đâu. Đấy. Như bây giờ con chưa đủ sức tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác mà con nhiếp tâm mang đủ thì con bị chê. Còn phải đủ sức tỉnh giác của con đi kinh hành, con tỉnh giác được rồi thì lúc bây giờ con mới nhiếp tâm thì nó không bị được chê. Mà khi mà nhiếp tâm được rồi thì mình mới sống độc cư trọn vẹn. Mà sống độc cư trọn vẹn được rồi thì bây giờ mới trên tứ niệm xứ. Cái sống độc cư trọn vẹn không được, cứ bóng giặt ra ngoài thì còn làm sao tu nổi tứ niệm xứ. Các con thấy đâu nó có pháp là từ thấp đến cao chứ, đâu muốn vô cái pháp nào vũ đại. Con thấy vô cho nó vô được liền, đúng không phải. Mình nghe nói vậy chứ, mình muốn vậy chứ không làm được. Nó phải đi từng pháp, đạt được kết quả này rồi thì mới tu tập tới pháp khác. Kết quả của pháp này chưa có mà tu pháp khác thì tu không được. Cái tâm mình chưa tới mức độ đó mà trèo lên ngồi đó thì đâu được. Cũng như cái sức của mấy con á, chưa có đủ sức mà mình lên trung học. Mình mới ở tới lớp 1, lớp 2 mới đến dần mà trèo lên cái lớp trung học là học được. Không ai không? Mà trung học thì học xong mà lên đại học thì chỉ còn nước ngoài ngồi đó, người ta nói gì nói chứ mình cũng không hiểu. Thì như vậy cũng vô ích. Cho nên cái gì nó cái pháp Phật tu nó như là cái chương trình giáo dục đào tạo.
phải trải qua cái lớp đó rồi thì mới tới cái lớp khác, chứ không thể mà muốn nhảy lớp mà được, muốn ngang cũng được, tôi muốn mặc Phật sớm thì không được. Giờ này như bây giờ như con là cứ một pháp cái ôm cho tỉnh thức cơ, mấy con nước không dạ. Chừng nào mà 3-4 tháng thì vô trình lại cho thầy rồi. Rồi rồi con cứ tập cho nó nhuần nhuyễn, nó tỉnh giác rồi nó xin gặp thầy, rồi sau khi xin gặp thầy rồi trình trình cho thầy, rồi sau đó thầy mới thấy ở tỉnh được rồi thầy mới giải thế đó. Tức là xuất tỉnh chưa có thì bây giờ giải gì cũng nghe chơi thôi chứ không có tu tập được. Mình tu tập sau này mà tu tập định nghĩa mới đời à, mà cả tu tập để mình càng làm mọi thứ trên thân này mà mình mà càng nhẹ nhàng nhịp nhàng thì năng lượng nó mất đi. À mình tu tập mình tu tập mà đúng nhiếp tâm và an trú được cái năng lượng ở trong người của mình nó sẽ tăng lên thôi. Mà mình an trú không được thì nó cái năng lượng mình nó mất hao á, nó hao á. Ví dụ như bây giờ con tập mà con phải vận dụng nhiều thì cái năng lượng con mất, bởi vì nó không ăn trú. Mà nó ăn trú ở trong pháp rồi nó tăng cái năng lượng hơn là con ăn uống và con ngủ nghỉ. Con ăn uống con ngủ nghỉ nó tăng cái năng lượng của con nhiều. Hay không? Mà con mất ngủ là nó cũng bị sụt, mà con thiếu ăn con cũng bị sụt. Con hiểu chưa đó? Mà bây giờ con lại ôm pháp mà con ăn trú được nó thì cái năng lượng nó tăng lên cái cơ thể con, nó khỏe quá, ăn ít mà nó khỏe quá. Nó không muốn ăn nữa mấy con. Mà nó khỏe, mà nó không ốm, không có ốm, muốn giảm cái thịt của mình. Cho nên một người ngồi thiền, ta nói thiền diệu di thực pháp dĩ sung mãn. Một người ngồi thiền không ăn uống gì hết mà cơ thể người ta khỏe khoắn, mà nó thoải mái, mà nó không có mất một chút da chút thịt, nó không ốm. Chứ người ta ngồi, ví dụ như ngồi tháng ngày tháng ăn uống mà trong da thịt người ta không ốm chút nào. Tại cái năng lượng ở trong người của mình, tự cái thiền đó, tự cái tâm an trú đó, nó tăng tụt trưởng lên, tự tăng lên. Người ta nói cái cơ thể của chúng ta nó tiết những cái chất bổ ở ngoài cái không khí á, nó nuôi dưỡng. Còn mình á thì phải ăn qua cái những rau cải đồ ăn cơm gạo nó mới nuôi làm cái năng lượng đó. Con hiểu không? Nó đi qua một cái vấn đề để mà nó nuôi dưỡng. Còn này người ta, cái người mà ngồi thiền mà an trú cũng như bây giờ mấy con thấy nhiếp tâm được an trú. An trú tức là mấy con trực tiếp ở trong không khí mà nuôi dưỡng cơ thể. Cho nên cái năng lượng của mấy con nó tăng lên thì vì nó an trú mà đã nó an trú thì nó phải tiếp nhận cái gì để nó ăn, chứ còn nếu mà không nó mấy con ngồi tu vậy nó nhọc nhằn vậy mấy con bị hao rồi nó phải mệt nhọc nó mới sanh ra không cầm tiền miên, mà sanh ra không cầm tiền miên là tức là mấy con bị hao rồi đó. Nó đòi hỏi không cầm tiền miên là đòi hỏi ngủ để nó phục hồi lại cái năng lượng của mấy con, gì là tại vì mấy con tu tập nó không có an trú được. À, đầu tiên mấy con làm sao an trú được, mấy con phải vận dụng. Vận dụng thì tức là mấy con chưa có an trú, nhưng mà thời gian mà mấy con tu đúng cách rồi, mấy con nhiếp được rồi, mấy con có an trú được rồi thì bắt đầu nó phục hồi lại. Cho nên mới đầu tu mấy con ăn 1000 bữa bắt đầu mấy con xuống cân, sau khi mấy con tập được an trú rồi nó tăng lên. Ăn quá rồi tôi thấy càng ngày tôi lên. Con ăn mai năm mấy giờ này rồi, con ăn cơm ngày ăn cử rồi thầy ông chỉ ông sư già nó ăn sao rồi con bắt trước ông rồi làm luôn tới giờ luôn á. Mà nó không sao hết à, không sao mà nó bình thường, tức là nó phục hồi lại cơ thể của con qua cái sự tu tập của con tỉnh thức an trú rồi. Có tỉnh thức có an trú chứ không phải là không an trú đâu. Không an trú thì nó chịu nổi, nó xuống cân, nó sụt cân, nó mệt nhọc, nó buồn ngủ, nó không cần nhiều. Cho nên mấy con tu tập mà mấy con tỉnh thức được là mấy con có sự an trú, còn mấy con không tỉnh thức được là mấy con bị không cần đi gì, nó buồn ngủ cần chết chứ đó là nó hao. Còn mấy con thấy càng đi càng tỉnh, càng đi càng tỉnh á, à, thì vậy là nó không có hao nữa rồi. Nhưng mà cũng như là như bà con thì chỉ ăn được tầm 1/7 giây à, ăn được trước được không sao đấy. Như thầy dạy đang cái pháp mà kinh hành tỉnh giác á, là nói đi 30 phút rồi xả nghỉ 30 phút rồi tập lại, nhiều lúc đi 30 phút mà nó cũng muốn đi nữa mà. Nó không muốn đi. Dạ muốn đi nữa nhưng mà cũng phải. Không, phải dừng lại. Không có đi đâu được. Đi là bị ức chế tâm mà nó mệt ngực xuống rồi. Tại không tại vì bây giờ nó còn muốn đi với con đừng có đi. Mà tu mình làm chủ, cái mục đích của mình làm chủ. Bây giờ nó muốn là nó dụ con để cho tất chừng mà con quỵ xuống đó để đầu để cơ nghe nó mệt nhọc tất chừng nó con ngán.
Rồi ví dụ con đã nói đứng cho quỵ con đó chứ chưa hẳn đâu. Rồi xả nghỉ 30 phút rồi. Rồi xả nghỉ rồi mới tu tập lại. Để mình tu tập vừa cái sức của mình. Chứ không khéo nó dụ mình thấy mình mê quá, tu này ngon lắm, này ráng tu. Cái chuyện đó nó xả ra, nghe nó quỵ hoài. Nghe nó tới tu, nghe nó ớn. Còn bây giờ con còn ham tu, con xả nghỉ đi. Tới cái giờ tu nó còn muốn tu đó thì được. Bởi vì còn muốn tu đó mà. Không hiểu chưa? Cho nên mình còn giữ cái phần để nó còn thích tu. Nó không khéo còn làm riết lại mất tu, nó hết ham tu mà tu nghe ớn nó thì cũng được. Tu khéo lắm. Cứ tập tỉnh thức đi, phải con tục tập căn bản trước. Cái căn bản nhất là lo cái phần bệnh. Rồi lần được rồi thầy sẽ kiểm tra cho cái sự tu tập của mấy con nó đến cái mức tỉnh thức nào đó. Thầy thấy được thì sẽ cho tới. Tới tu tập. Thì bây giờ nương vào hơi thở cũng là tỉnh thức. Đưa cánh tay ra vô cũng là tỉnh thức. Đi kinh hành cũng là tỉnh thức. Mấy cái này là hoàn toàn là nhiếp tâm trong hơi thở, nhiếp tâm trong bước đi, nhiếp tâm ở trong cánh tay. Toàn bộ là cái này hoàn toàn tập tỉnh thức thôi. Tập tỉnh thức. Chứ không có gì. Chánh niệm tỉnh giác là ở trên cái phần đó rồi. Không còn cái chỗ nào khác nữa. Rồi dừng tập tỉnh thức được rồi thì sau này thì mới tu những cái khác. Khi mà có tỉnh thức rồi thì người ta dạy mình hồi là xả tâm đó. Hồi là dạy xả tâm trừng để mà ly dục cái pháp xả. Chứ còn mình thiếu tỉnh thức, niệm đến mình không lờ mờ, mình không biết. Còn nó tỉnh thức rồi, niệm nào nó xen vô trong đầu của mình biết nó liền, thấy nó rõ mặt nó nữa, nó dễ dàng. Còn có cái khi có niệm nó xen vô mình không biết nó nói cái gì đây, thì cái này nó bị mê rồi, nó không có tỉnh thức, nó thiếu tỉnh giác nữa rồi. Càng tu cao thì nó càng khỏe hơn. Mới đầu mấy con tập tỉnh thức nó nhọc nhằn lắm, đi rồi đứng rồi ngồi rồi hít thở, đưa tay đưa chân. Cái chừng xả tâm là thấy nó khá hơn chút. Ngồi chơi, ngồi chơi mình nhìn từng cái đầu óc của mình trong đó nó phóng xẹt cái gì ra thì rõ ràng đủ liền, không có gì hết. Nhưng mà sau thời gian mà tập đủ như vậy đó thì cái tâm nó sẽ bất động. Từ nó bất động rồi thì mình thấy nó bất động rồi thì nó sẽ ở chỗ nào thì lúc bây giờ nó người ta sẽ hướng dẫn tới cái chỗ đó để cho mình đạt được ở trên cái chỗ tứ niệm xứ. Từ chỗ tứ niệm xứ các con ngồi chơi về suốt ngày nó chỉ ở trên đó nó quán thân chứ không phải là mình sử dụng tập trung để quán thân thiền tập để tự nó quán, tự cái tâm của mình nó bất động rồi thì nó quán thân chứ nó không chạy đi đâu rồi. Nó ở trong tâm bởi vì nó quay vô mà chứ nó đâu có quay ra được đâu. Cả mắt tai mũi miệng tâm ý đều tập trung trong thân của nó mà. Cho nên nó quán thân đó là tự nó rồi, mà tự nó thì ở trên tứ niệm xứ mình mới đạt được. Chứ còn nó, mình bắt nó để mà quán thân thì không có được. Cho nên thầy thấy có nhiều người đi vào những cái trường thiền của bên Nam Tông, họ tu về tứ niệm xứ, tức là bắt cái tâm của mình phải quán cái thân như vậy. Trời đã tôi nhớ lực ăn ngày bữa chưa được mà quán cái thân cái kiểu này thì chắc chắn ông này muốn điên rồi. Không được. Giới luật rất là nghiêm chỉnh đó mấy con, chứ không phải trên tứ niệm xứ mà giới luật chưa nghiêm chỉnh mà dám rớ tới nó được đâu. Ví dụ như mấy con ăn ngàn bữa nè, cái tâm ly dục ly ái pháp của mấy con nè, gia đình mấy con không còn nhớ nghĩ tưởng con cái anh em dòng họ chị em gì hết thì mấy con ở trên tứ niệm xứ mới tu được. Chứ còn ngồi đây mà im lặng cái rồi nhớ ba mẹ mình giờ sao nó bị cái kiểu đó không được rồi. Còn nhớ là hồi đi ông không cho mình đi, giờ ở nhà đây chắc ông tức mình dữ lắm, là cái này coi đi là chết được, không được. Tứ niệm xứ mà tu tập đến không được. Cho nên bây giờ thì mấy con chỉ còn tu cái niệm tỉnh giác thôi, tu đi kinh hành tỉnh giác như vậy là đủ rồi mấy con, đó là cơ bản của mấy con còn bây giờ. Nhưng mà mấy con tu chỉ cần tu rồi có những sự việc gì đó thì mấy con dùng cái tri kiến, dùng cái sự giải quyết để cho gia đình mình an ổn hết. Vì trong cái thời gian mình tu 1-2 tháng thì nó có sự việc gì nó loại ra hết, bà con không cho thì họ cũng bay vô họ kiếm cớ của họ gặp mấy con không có chạm đâu. Thật quá. Thầy nói thật, cái ý họ cũng muốn là họ phải đi tìm cách họ lâu rồi, mà không ngờ vô đây có mình lâu rồi họ cái họ về, họ về họ nói là nếu mà có điểm họ cũng vô tu thì tức là mình thắng họ thì mình yên tâm. Do đó một cái thời gian chừng 3 tháng đầu mấy con vô đây là bao nhiêu cái nghiệp của mấy con thì nó đổ ra, mà mấy con thắng được rồi thì bắt đầu đó, từ đó nó sẽ yên mấy con rồi thì bắt đầu đi sâu được rồi. Thì thời gian đó là thời gian đầu tiên thì mấy con tập tỉnh thức thôi.
mà cái hoàn cảnh của mình nó được thuận rồi thì bắt đầu vô sân. Vô sân thì người ta dạy mình đi vào cái chỗ xả. À, mình xả hết từng cái tâm niệm của mình, từng cái hồi nào tới giờ mình đi chơi, mình đi học, mình bạn bè, nói chuyện như thế nào, nó đều lòi mặt nó ra hết. Bởi vì một mình thì bao giờ nó cũng lòi ra hết. Lòi ra hết thì mình xả hết. Xả hết là cái này rồi, nó cắp bóp rồi, nó không còn gì nữa hết. Thì bắt đầu mình đi vào tứ niệm xả hết. À, bây giờ mấy con tu tập tỉnh giác vậy nè. Chứ sau khi mà tỉnh giác rồi thì mấy con ngồi là gạn lập tâm. Thì gạn lập tâm thầy sẽ dạy cách thức của mấy con ngồi. À, lúc thì ngồi xếp bằng bán già, lúc thì ngồi kiết già, lúc thì ngồi trên ghế, lúc thì nằm thở để nhìn cái. À, nó nương vào hơi thở, thường thường là mấy con đã nhiếp tâm trong hơi thở rồi thì nó nương vào thở. Nương vào thở không phải tập trung hơi thở mà nhìn coi cái đầu của mình coi nó nghĩ cái gì, nó còn cái gì không, cho mình đi ra hết đi, người ta tính sổ. Người mà tính sổ sạch hết rồi thì lúc bây giờ tao mới bước vào tứ niệm xứ. Đó là vậy đó, cái gạn lập tâm tư mình thật sạch rồi mới bước vào tứ niệm xứ, chứ chưa sạch thì không bước vào tứ niệm xứ đâu. Cho nên trong lúc mà mình gạn lập tâm tư của mình thì trong Phật pháp thì nói đó là tứ kiến càng ngăn há gì khác sẽ tìm nó tự vệ, chứ không phải là gì khác, nó có phương pháp đó chứ. Nhưng mà ta nói gạn lập tâm tư là nói để cho mình dễ hiểu, chứ nó ở trên tứ kiến càn đó, không có gì hết. Dạy đâu nó có bài bản đó, mà có chứ không phải là nói xuông xuông được đó. Nó đi vào quá chánh đạo rõ ràng, còn cái lớp nào ra lớp nấy đó. Cái lớp nào nó đi vào cái lớp nấy đàng hoàng, chứ nó không có đi trật cái quá chánh đạo được. Rồi cho nên mình đi học tới cái lớp mà chánh niệm đời thì kể như là sửa rồi. Mà chánh niệm nó hoàn thành đó, thì coi như là nhập pháp được. Nhập các đường coi như là xong thì cũng thế, hết tu rồi. Bây giờ ai bỏ tôi không tu nữa, bởi vì tôi muốn chết lần nào chết, tôi muốn sống lần nào sống, mà tôi tu cái gì nữa đi, chi cho mất không. Bây giờ tôi không có làm Phật, tôi không muốn làm gì hết, là tôi làm con người, mà con người biết làm chủ được sự sống chết. Bây giờ ta cỡ cỡ thân tôi bây giờ như mấy con mà còn trẻ vậy, mà con muốn chết nó vẫn chết nữa, chứ không dám cãi nữa. Chứ mà đợi như già đây, tại vì bây giờ mấy con không có tiếc cái thân đâu. Nó hết duyên mới còn bỏ, tình duyên là lỡ nâng tao bữa nay đi bỏ thì nó dẹp bỏ cái cõi lô không thử thật đó mấy con, mà nó chuẩn bị sẵn sàng. Ví dụ như bây giờ đó, mấy con chuẩn bị sẵn sàng, mấy con đào cái lỗ đi trải chiếu nó. Bây giờ đó mời bạn bè, bây giờ mấy anh em mình xuống nhà làm ơn giúp tôi không, tôi bữa nay tôi đi à. Rồi đào cái lỗ rồi, rồi bắt đầu tôi trải cái chiếu tôi xuống tôi nằm hiểu không, rồi bắt đầu tôi tỉnh chỉ hơi thở tôi nằm thì ở trên làm ơn lắp lại giường coi vậy thôi. Còn không á thì mấy con muốn để lại giường thân cho người ta, con hay chơi cho biết vậy thôi, để người ta đến đó người ta lại hiểu không, thì mấy con làm một cái nặng đá hoặc làm cái ghế, như cái ghế thấp thấp vậy, mấy con trèo lên đó ngồi xếp bằng đi ha. Rồi bắt đầu mấy con nhấp vào đền một xả hơi thở liền tức khác nhé, nhập vào định xã hội đợi liền thân nó con ngồi ngắt đó, nó hồn thúi thà gì đó, nó như cái cọc cây vậy, nó cũng như là cái tượng mít gì đó rồi. Mặc y áo đàng hoàng nha, chứ đâu không phải đâu, ngồi đó nó tỉnh chỉ hơi thở, nó chết nó hoàn toàn nó chết ngắt rồi, nó không có sống đâu. Nhưng mà có cái điều kiện nó nhập định như là cái cọc cây cúc gỗ vậy, nhưng mà ta rờ thấy gia đình mình như vậy thôi chứ không có gì hết, cũng xương vậy thôi. Nhưng mà giống như cái cốc mít mà người ta đẻ cái tượng Phật, người ta tiện tượng Phật người ta để ngồi đó vậy. À con thấy người mà tu mà để dục thân vậy được, họ hoài đó hồi lại lia lia hết chứ. Họ đến họ xem hiểu không, xem con ông này tu sao thấy cái tượng mà ngồi trước người quá, cái xác đó mà ngồi đó đó, mà ở ngoài kia mà không hôi thối gì hết thì ở ngoài đó đâu dám bước vô đâu, ở ngoài đó đại phải cần mà xuống họ lại ở ngoài đường kia lại vô nữa chứ đừng có chuyện phải nói thiệt. Cái chuyện đó mình làm, cái chuyện là làm cho người ta đóng cửa, người ta lấy tiền có phải không, mà mấy ông mà xã thấy mà vô đâm vậy, xe đò rồi nhiều vậy đó mà vô đây để chiêm ngưỡng cái nhục thân của ông này cái gì. Ô kia làm cái cổng đi vô cổng mà muốn gỡ cổng đi xe vô được á thì phải bao nhiêu tiền, cái đâu phải dễ đâu, người ta dễ làm tiền mình lắm. Bởi vì mình coi như là mình để lại cái nhục thân mà người ta chiêm ngưỡng được á, thì tức là có người khác người ta làm tiền.
Cũng như bây giờ mấy con vô chùa đậu, mấy con phải đi qua một cái cổng, cái tầm dông thôi. Ở bên hàng rào bên đây họ chỉ là vậy đó. Xe mình đi tới phải bỏ ra 5.000, 10.000 rồi người ta mới rút tiền cho mình qua. Mà mình đi qua rồi họ đẩy cây lại. Họ làm vậy đó, cái ở trong cái xã, cái ấp đó người ta làm, người ta lấy tiền. Họ cái nhục thân của vũ không có vũ trường, họ lấy tiền nhiều lắm đó. Mới dễ. Không mấy con ra ngoài đó mấy con. Mà thầy giờ thầy kiểu mà thầy ngồi đây thì chắc chắn ngoài kia sẽ họ làm cái cổng rồi. Chứ không có trạc đó. Vô đó là lấy tiền rồi chứ. Thầy điên gì mà thầy bán thầy cho mấy người lấy tiền mấy con. Cho nên đối với thầy, thầy đào cái lỗ đó thì chúng như lấp lại. Rồi chúng nghe nói khỏi nó lo gì. Chứ mà để kiểu đó không được. Mà khi để kiểu đó thầy phải tiêu bố, thầy phải giết cái gì chứ. Là tất cả chính quyền không được bán cái thân của thầy mà lấy tiền. Để mọi người người ta đến, người ta chiêm ngưỡng, người ta thấy Phật Pháp là cái người ta lập chủ được sự sống chết. Người ta phải để lại nhục thân, người ta không có hôi thối đó. Để biết được sức thiền định của Phật như vậy. Chứ mấy người lấy tiền là tôi hoại cái thân tôi liền khác. Tôi đốt liền. Không có để. Như vậy nó mới được, chứ không khéo mình để nhục thân mà cứ người ta cứ lấy tiền người ta bán mình, người ta lấy được, làm gì cũng hay. Cho nên ráng tu đơn giản lắm, không có khó đâu. Cái chuyện mà mình làm chủ rồi, sức mình làm chủ rồi khó. Bây giờ mình chưa có đủ cái sức thì mình thấy nó khó thiệt, nhưng mà có cái lực làm chủ rồi khó. Mà cái ý thức của mấy con là ý thức làm chủ, ý làm chủ, ý tạo tác, mà ý dẫn đầu các pháp mà. Mà mình luyện tập nó mới có sức. Chứ còn mình không tập luyện nó sẽ có. Đức Phật đã nói trong kinh Pháp Cú rất rõ ràng rồi. Mấy con thấy câu mà Đức Phật ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp là cái ý thức của mình nha. Cái ý, thành ra mình sử dụng cái ý của mình tu tập, chứ không được ức chế ý thức. Mà con đường thiền của ngoại đạo, của Đông Độ, hoặc là kinh sách Đại Thừa dạy chúng ta phần nhiều là ức chế ý thức, làm cho ý thức không hoạt động. Còn cái pháp của Phật thì như lý tác ý, như cái lý tác ý, như cái lý giải thoát mình tác ý thì mình vào cái chỗ giải thoát chứ sao. À, như bây giờ cái lý giải thoát là bây giờ cái đầu nhất, mà cái lý giải thoát là cái đầu hết nhất. Như cái lý hết đau mà tôi tác ý thì nó sẽ hết đau. Ý vậy, như lý tác ý, như cái lý giải thoát mình tác ý. Thì mấy con thấy câu Phật dạy nó rõ rồi. Mà thì mình cứ nương vào cái câu đó mình tu có gì đâu. Mà bắt đầu bây giờ mấy con xả tăng tâm tham, tâm thân, sân si của mình đủ thứ trong này hết. Thì hàng ngày mình ngồi mình tác ý ra đó. Biết bao nhiêu câu tác ý mà nó dẹp nó hết, cái đâu phải một câu tác ý mà hết được. Mà tác ý hoài như vậy thì nó trở thành cái lực của nó chứ sao. Cũng như bây giờ thầy nói thầy co tay, co chân, thầy cứ co vậy. Cái cơ bắp của thầy nó cứng lên đúng không? Có hay không? Tại vì mình co nó phải cứng, mình gồng co nó cứng chứ sao. Còn mình cứ để sủi lơ vậy thì nó mới mềm. Mình vận dụng, mình luyện tập thì cái ý thức của mình cũng vậy chứ sao. Mình tập ý nó hoài, nó phải có cái lực của nó chứ. Cho mấy người mà luyện võ họ không phải nè. Một đánh, một đập, một co tay, một làm thế ớn. Cho nên vậy họ mới đánh mình mới mạnh chứ. Còn nếu mà họ không luyện, họ sẽ đánh mình được. Mấy con em, thì cái ý của mình cũng luyện tập như vậy. Cho nên từ võ công, kinh công đều là người ta tập luyện hết. Thì cái sự tu chứng của mình cũng phải tập luyện. Mà mình tập trong ý, còn họ tập bằng cơ. Bằng cơ. Cho nên cái cơ nó mạnh, nó cứng rắn, đánh vào đầu người ta, đánh vào người ta, hoặc đánh vào cái cây mà cái cây đổ xuống, mà bằng cái cơ của họ là họ phải luyện. Chứ còn như mình mà đánh vô cái cây đó, cái mình rờ tay mình, tiếp điều rửa máu. Không phải không? Còn người ta đánh vô cái cây như là sắt mà đánh vô, mà đá mà đánh vô cái cây. Người ta phải luyện. Cho nên phải ráng cố gắng tu phu. Thầy phu đồ thì thấy khỏe quá. Còn mấy con gì? Cực quá. Thì phải chịu cực chứ. Họ muốn ăn cơm thì phải vô bếp nấu cơm chứ ai nấu cho ăn. Ráng. Dạ thưa thầy, cho con đi vài bước thân hình niệm thứ là thầy. Rồi con đi ra ngoài đó, con đi đi. Thầy dùng để con cũng được. Rồi đó gì đó. Được không? Mình góp nữa vào chỗ này để thầy cũng hát. Thầy cũng hát.
còn đi đi con, nấu mấy còn đi đi. Thầy coi mà. Đúng. Từ đâu mà đi vô? Đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Tại trái coi ra để sơ, tại phải coi ra để lên bàn, tại trái. Tại trái không thấy bàn, tại phải, chừng trái bước, chừng trái nhón gót, chừng trái dở lên, chừng trái vừa tới, ngón chừng chạm đất, bàn chân chạm đất. Một, chừng phải bước, chừng phải nhón gót, chừng phải dở lên, chừng phải vừa tới, ngón chừng chạm đất, lòng bàn chân chạm đất. Hai, chừng trái bước, chừng trái nhón gót, chừng trái dở lên, chừng trái vừa tới, ngón chân chạm đất, lòng bàn chân chạm đất. Hai, này. Bốn, chừng phải bước, chừng phải nhón gót, chừng phải dở lên, phải vừa tới, ngón chân chạm đất, lòng bàn chân chạm đất. Sáu, chừng trái bước, chừng trái nhón gót, chừng trái dở lên, chừng trái vừa tới, ngón chân chạm đất, lòng bàn chân chạm đất. Sao rồi bạn đi về được rồi? À, thì mình đi học cái này thì đúng rồi, có cảm rồi. Mình đã ý tình hành động, và theo hành động đó, mình đã ý rồi, tin mình. À, con thì nó hơi nhanh, tác ý với cái hành động nó một lượt. Và tác ý rồi, cái hành động nó từ từ mình làm sao thì nó rất là chịu. Tức là con tác ý rồi cái hành động nó làm một lượt với cái tác ý. Còn này tác ý rồi, là cái chân nó mới làm. Ví dụ như chân trái, dở chân lên, thì tác ý rồi mới dở cái chân lên. Chân trái đưa chân tới, đó mình tác ý rồi. Nó chậm chậm chứ, con chậm chậm chứ là con nó rồi nha. Ha, con như vậy. Con vậy là dạ, thấy khi mà đi như vậy con cần phải đếm 1, 2, 3, 4. À, mình đếm nên đầu tiên nó đếm đủ. Mình nói đúng, đúng rồi. Đúng 20 bước của mình đếm lại. Nó phải đếm rồi. Nếu mình không đếm thì mình hãy căn cứ vào cái khác của mình. Có phút gì gì thôi. 19 này. Thì cái chân phải bước, chân phải nhón gót, chân phải dở lên, chân phải đưa tới, ngón chân chạm đất, lòng bàn chân chạm đất, là cho nó ngang nhau, chỉ cái đầu có đưa tới, dựng lại hết cả. Đưa tới, rồi phải dựng lại. Đưa tới, rồi mới dựng lại. Rồi dựng lại, làm cho nó không mất cái hành động đưa tới. Hoặc là hỏi kỹ. Nhưng mà con dở lên không, mà con không đưa tới, tức là mất cái hành động đưa lại. Đưa tới, rồi đưa lui cái chân lại, để cho nó cầm với cái chân kia nó ngồi xuống. Tức là cái bước thứ 20. Dạ. Thì họ hỏi tới có thằng một mà. Thôi rồi, bây giờ mấy con về tập nè. Thấy không? Rồi, tập đi, không có gì đâu con. À, lo tập rồi còn cái gì đó thì mấy con sẽ có cái gì mà hiện tượng gì mà xảy ra thì cứ hỏi. Còn lấn cấn cái chỗ nào đó hỏi để cho cái pháp mình tập. Cũng như con không tập đó thì coi như sai cái chỗ đó chút. Rồi cái nó nhanh quá thì con tập chậm lại chút. À, thì nó chuẩn chạc ở trên cái phương pháp. Mình tác ý rồi cái thân hành mình mới làm. Ví dụ như đưa tay ra thì mình mới đưa ra. Đưa tay vô, đó là mình tác ý rồi, mình đưa vô. Chứ không khéo mình đưa tay ra cái không được. Đưa tay vô cũng được. Có khi cho lộn, vừa nói vừa đưa luôn. Đó là vậy. Chứ đúng. Từ từ chậm chạp trước. Nhưng mà chính chắn trên cái pháp tu. Tức là mình điều khiển một cái ý của mình và cái thân hành mình làm theo. Cái không thể nào mà làm một lượt, làm một lượt nó thành cái thói quen. Cái thói quen mình chưa ra định mà cái tai nó muốn đưa trước cái miệng nói được. Nó biết nó nhanh lắm, mà ở trong cái thân của mình cái thân cái hành nó nhanh lắm, nó biết là cái ý này muốn nói ra mà chưa kịp nói nó đã đưa rồi. Thật ra nói lượt nha. Cho nên mày làm chậm chậm chút chứ, để tao định rồi mày mới làm chứ. Ông lớn chưa định mà mày làm trước rồi được. Chỉ huy chưa tiền mà nó làm rồi. Lính này nó giỏi á. Nhớ kỹ những lời thầy dạy. Tí mới đùa vậy chứ thầy cậu. Con rõ lên thầy. Nào, miếng còn đai không? Thầy cũng nước hết rồi bác. Thắc mát.